chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hận bạn trai bội bạc, cô gái lấy anh đánh dài để rồi ngày cưới sốc ngất. Yêu nhau gần 3 năm và đã xác định làm đám cưới thì bất ngờ bạn trai của Lan chia tay cô với lý do: anh xin lỗi, bố mẹ anh muốn anh cưới con gái của bạn mẹ anh. Bà dọa tự tử nên anh không thể nào làm trái ý mẹ được. Em hãy tha lỗi cho anh. Giá như anh ấy nói cái câu không thể làm trái ý mẹ được ngay từ đầu lúc yêu Lan, thì Lan đã chẳng trách móc gì mà còn chúc anh hạnh phúc. Đằng này đã đưa nhau ra mắt bạn bè đâu vào đấy. Thậm chí anh còn về nhà Lan chơi cả tuần. Chỉ còn về nhà anh ra mắt nữa là xong. Ai ngờ anh lại dội ngay cho Lan gáo nước lạnh như vậy. Ngày anh cưới vợ, cô bạn thân của Lan còn gọi điện rối rít cho cô thông báo. Lan chỉ cười trừ, bảo chúc phúc cho họ thôi. Nghe giọng của Lan, cô bạn thân phi ngay đến phòng trọ và cả đêm ở lại an ủi vỗ về. Đương nhiên là Lan đau lắm chứ. 3 năm thanh xuân dành cả cho anh. Cuối cùng ngày anh lấy vợ, cô dâu lại chẳng phải là Lan. Và đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì. 2 tháng sau, Lan cũng mặc váy cưới cô dâu. Chỉ có điều, nếu người yêu cũ lấy vợ giàu, thì Lan lại đồng ý cưới anh đánh giày, mồ côi lang thang ngoài đường, không có lấy một chỗ trú chân. Đơn giản là buổi tối hôm đó, cô đi làm về muộn, bị 2 gã thanh niên giở trò sàm sỡ, và chính anh đã liều thân mình nhảy vào giải cứu cho Lan. Dù bị đánh máu me khắp người, nhưng anh ấy không hề kêu than một lời. 2 kẻ khốn nạn ấy còn định quay lại đánh anh tiếp, thì thấy có người đến nên phải chuồn thẳng.
Anh đánh dài không chỉ là ân nhân mà còn là người đã cho Lan niềm tin rằng xã hội này vẫn còn những người đàn ông tốt. Và chính cô đã chủ động tán tỉnh anh ấy chứ không phải là anh. Dù quyết định có hơi vội vàng nhưng Lan có niềm tin rằng anh sẽ là một người chồng tốt. Vậy là cuối cùng, mặc cho bố mẹ cấm đoán, bạn bè khuyên ngăn, Lan vẫn quyết lấy anh đánh dài làm chồng. Nghèo khổ cũng được, miễn là thật lòng yêu thương nhau. Quê anh chỉ còn có bà ngoại đã già, bà là người đã nuôi anh từ nhỏ. Bố mẹ của anh không phải đã chết, nhưng thật ra là họ bỏ lại anh cho bà từ khi anh mới 2 tuổi rồi biệt tích từ đó đến giờ. Nhà trai dựng rạp cưới khá sơ sài vì anh cũng chẳng có tiền. Lan cũng không cần phải rình rang để tiết kiệm tối đa, sau này vợ chồng còn có vốn làm ăn. Dự định cưới xong, hai đứa lên lại thành phố trọ và đi làm tiếp. Vì con gái lấy thằng đánh dài nên bố mẹ cô cũng chỉ làm vài mâm mời họ hàng. Lúc đón dâu, bà cũng chỉ trao có một chỉ vàng lấy lệ. Thế nhưng, có một chuyện bất ngờ đã xảy ra mà đến cả anh và Lan đều không lường trước được. Đó là lúc đón dâu về nhà trai, khi mà mọi người đã ổn định chỗ ngồi đâu vào đấy. Lẽ ra chủ hôn sẽ giới thiệu một người lên hát vì nhà trai không có chương trình trao hồi môn. Ai ngờ đúng lúc ấy, chủ hôn lại giới thiệu bố mẹ chú rể lên trao hồi môn cho hai con, khiến cả hội trường nháo nhào.
Phía ngoài cổng, bất ngờ có hai vị khách không mời mà đến, ăn mặc sang trọng. Một nam, một nữ trung tuổi bước vào. Chồng Lan định đứng dậy xua tay, nói không phải là bố mẹ của chú rể, thì bà ngoại níu anh lại. Đúng là bố mẹ của con đấy, khiến anh sững sờ, ngồi sụp xuống đất. Hóa ra, bao lâu nay họ ở nước ngoài, định rằng đã bỏ rơi anh. Nhưng khi anh chuẩn bị lấy vợ, bà ngoại đã nhờ người liên lạc với họ và cuối cùng họ đã trở về đúng ngày cưới. Mẹ chồng hôm ấy lên trao cho Lan cả 100 cây vàng, khiến mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Cưới xong, chồng Lan bảo trả lại hết vàng cho bố mẹ, nhưng bà ngoại bảo, cháu cứ giữ lấy rồi hai đứa làm vốn liếng sau này. Bà bảo nhận cháu cứ nhận, cháu lấy vợ rồi, không thể để vợ khổ suốt được. Bố mẹ chồng còn mua cho vợ chồng Lan cả một căn nhà 4 tầng ở thành phố và bà ngoại bảo cứ nhận hết. Cuộc sống đúng là có quá nhiều bất ngờ, nhưng dù nghèo hay giàu thì tình cảm của Lan dành cho chồng vẫn là tình yêu thật sự, chứ không phải vì vật chất. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.